Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tuần vào ngày thứ sáu trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ view lại một số các cái danh mục khá là cơ bản của thị trường. Và cái danh mục này thì Hùng Lê cũng đã giữ ở trong các cái bản tin phân tích tuần gần đây. À, còn thời gian à, ngoài những cái nhóm chính thì ngoài, còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số nhóm phụ nếu như à, chúng ta còn thời gian à, phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi à, view lại toàn bộ kịch bản phân tích tuần video số 165 và phần thứ ba thì chúng ta sẽ có à, một vài cái dự báo à, của thị trường trong à, cái tuần giao dịch tiếp theo đấy là tuần từ ngày 27 đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 thì về mặt kỹ thuật ở trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta cũng đã cán những cái target mục tiêu đó là index của chúng ta cũng đã đi về được những cái vùng kháng cự mạnh ở vùng 1080 ở vùng 1090 và maximum của chỉ số VN Index đạt được đó là vùng mươi 1095 điểm các anh chị trước khi mà thị trường có một cái nhịp rơi ở đây trước khi mà thị trường có một cái nhịp rơi ở đây À, như vậy thị trường trong tuần vừa qua thì nó đánh hơi lạc nhịp. À, nói tại sao lại nói lạc nhịp? Tức là nếu như mà thị trường của chúng ta đầu tuần à, lấp gáp đúng không ạ? Thị trường của chúng ta đầu tuần lấp gáp về đâu đó khoảng vùng 1025 đến khoảng vùng 1030 điểm. Đó, tức là thị trường lấp lại cái gáp ở ở đằng trước này. Đó, thị trường đầu tuần thị trường đạp luôn và sau đó thì thị trường đến phiên ngày thứ năm và thứ sáu kết tuần thì thị trường của chúng ta có một cái nhịp hồi phục lên khoảng quanh vùng 1060 đến khoảng vùng 1070 điểm thì đấy mới là một cái kịch bản đẹp. Còn đằng này thì kịch bản nó lại hơi bị lạc nhịp, đó là phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba thì kéo rất là tốt nhưng đến phiên ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì thị trường của chúng ta đã có một cái nhịp chỉnh giảm sau đó dẫn đến cái câu chuyện là khi mà cái bố cục của thị trường nó nó diễn ra như thế này thế thì nó sẽ uh, có một câu chuyện uh, cần phải có những cái dữ liệu kỹ thuật ở trong tuần giao dịch tiếp theo để chúng ta mới có thể khẳng định được rằng à như vậy thị trường của chúng ta có thể vượt thoát để đi lên được không hay là thị trường của chúng ta sẽ chuyển biến theo một cái kịch bản xấu. Đó. Vậy thì uh, như vậy là uh, vô hình dung thì các anh chị nếu như chúng ta nhìn trên index này thì chúng ta cũng hiểu được rằng là tuần tới vùng 1025 điểm đến vùng 1030 điểm sẽ là một cái vùng đệm rất là quan trọng. Đó, ờ, trong trường hợp mà index ngày mà giữ được ở trên cái vùng này thì đấy là một cái tín hiệu mà chúng ta tạm thời chúng ta lạc quan tức là à như vậy là chỉnh cung như vậy thì à, tạm thời cái vùng đệm này vùng đệm rất là tốt còn trong trường hợp nếu như nó bị đè cái thủng cái vùng này thì khi đó thị trường của chúng ta khả năng sẽ quay về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ví dụ vùng một nghìn điểm và sâu hơn nữa thì sẽ là vùng chín trăm tám mươi đến vùng chín trăm chín mươi điểm đấy sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta cần phải tính toán ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo và do cái câu chuyện là hai phiên đầu tuần kéo và hai ba phiên kết tuần thì thị trường chỉnh giảm. Chính vì vậy nên là cục diện của thị trường trong tuần tới nó sẽ rất là khó dự báo. Đó, rất là khó dự báo và chúng ta sẽ cần thêm uh, những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta sẽ phân tích trực tuyến ở trên nhóm không chat no hai Và hôm nay có chia sẻ uh, sang một số các cái team cộng đồng uh, team R5, R6, R7, R8 đó cho các anh chị em chúng ta tham khảo. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, đó là chúng ta sẽ đi phân tích một số các nhóm ngành cơ bản đầu tiên, à, nhóm ngành cổ phiếu công nghệ có cổ phiếu FPT. Trong tuần thì phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba tương đối tích cực khi mà FPT đã đè lại được vùng 82. À, tuy nhiên sau đó thì ba cái nến liền sau đó thì nó bị mất vùng 82 chính vậy nên là chúng ta vẫn lấy ở biên hỗ trợ kỹ thuật 79 5 đến vùng 80 là vùng hỗ trợ trong ngắn hạn và vùng kháng cự ở đây là vùng 82. Đấy thì uh, FPT sẽ đi ở trong biên này. CMG nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì nó chủ đạo là nó tích lũy thôi Vùng 3940 vẫn là hỗ trợ và vùng kháng cự ngắn ở vùng 43 đến vùng 44 Các anh chị lưu ý à, Nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành Viettel Thì hiện tại là chúng ta thấy rằng VGI đã có hai tuần tích lũy ở khoảng quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 21 Cá biệt thì có những thời điểm sát vùng 20 Như vậy thì chúng ta sẽ lấy biên ở 19.5, 20, 20.5 Đây là biên hỗ trợ kỹ thuật mà VGI có thể quay trở lại tích lũy Và cái vùng này thì các anh chị túc tác chúng ta À, còn thêm thôi ở uh, CTR ở đây có vùng kháng cự 61.5 đến vùng 62 trong tuần thì uh, trong tuần thì như vậy là CTR cũng đã có một nhịp đẩy uh, nhịp đẩy về đến cái vùng kháng cự ở đây và sau đó thì nó diện nó chỉnh giảm quay trở lại. Và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong ngắn hạn các anh chị nắm ở vùng 55 đến khoảng vùng 56. Đây đang là hỗ trợ ngắn. Như vậy thì CTR sẽ đi ở biên hỗ trợ và biên kháng cự. Trong trường hợp phá biên trên và biên dưới thì lúc đó thì chúng ta sẽ có phân tích thêm những cái kịch bản tích cực hoặc là tiêu cực kèm theo ở những cái tín hiệu kỹ thuật của CTR thể hiện ở trong tuần. ở nhóm ngành thứ ba, chúng ta phân tích đó là nhóm ngành thép thì hiện tại là chúng ta thấy rằng là giá thép ở thế giới đang có một cái nhịp phục hồi và nhờ cái nhịp phục hồi tốt đó cộng với đầu tư công cộng với cái gói hai 120.000 tỷ đúng không ạ? À, hai 120.000 tỷ cho gói ở nhà xã hội thì đấy sẽ là những cái à, tác động tích cực lên nhóm thép và chính những cái tác động đó đã giúp nhóm thép có một cái lực phục hồi. Và như quan điểm cũng có đưa ra đó là nhóm thép sẽ phục hồi về đỉnh ngắn hạn. À, vậy thì à, đỉnh ngắn hạn đó là gì? Đó chính là cái vùng mà À, cổ phiếu Hòa Phát đã tạo được ở trong cái tuần giao dịch khoảng tuần giao dịch 160 gì đó. Đó, đây. Thì ví dụ như đây chúng ta thấy rằng là đỉnh ngắn hạn của Hòa Phát đó là gì? Đó là vùng 22.5, vùng 22 đến vùng 2.5. Và trong nhịp này thì Hòa Phát cũng đã phục hồi và trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch của ngày thứ ba thì Hòa Phát đã đạt về được đến cái vùng giá mục tiêu. Và sau đó nó bắt đầu có chỉnh cung. À, nhìn về lực chỉnh cung như này thì à, chúng ta thấy rằng cây đến ngày hôm nay nó không có lực kéo ở cuối phiên và nó đang lấp lại cái mút nến của cái cây nến của ngày hôm qua chính vậy nên khả năng là tuần tới thì Hòa Phát sẽ kiểm tra lại vùng 20.4. Trong trường hợp thủng 20.4 thì chúng ta phải tính toán kịch bản sâu hơn đó là quanh vùng 19.7 đến khoảng vùng 19 8 19.9 đó là cái vùng mà có thể Hòa Phát sẽ quay trở về test. Đỉnh ngắn hạn của Nam Kim đó là gì? Đây các anh chị nhìn ở đây đó là vùng 16.5, vùng 16 thì ở đây trong tuần thì Nam Kim cũng đã có những cây nến tiệm cận được đến vùng 10 Uh, 6 điểm cao nhất ở 16 đây và 15.9 nói chung là lên được 15.9 đến khoảng vùng 16 và nó cũng đang có một cái nhịp diện một nhịp lấp lại và cái nến ngày hôm nay thì nó cũng đang lấp lại một phần của cái cái gáp kéo của ngày hôm qua ở nhìn chung thì khả năng là tuần tới Nam Kim sẽ quay trở lại test ở vùng 14.5 thì chúng ta sẽ tập trung để đánh giá thêm cái vùng này trong trường hợp nếu như vùng đó mà nó bị phá vỡ các anh chị lưu ý nếu vùng đó bị phá vỡ thì lúc đó chúng ta mới tính toán vùng 13.4 hoặc là điểm sâu hơn ở đây là vùng 13 cổ phiếu hoa sen hoa sen chúng ta xem là hoa sen đây thì hoa sen đỉnh ngắn hạn của nó là gì đó là vùng 16.3 16 và ở đây thì trong tuần thì hoa sen đã đạt lên được đến vùng 16.5 16.3 đến vùng 16.5 nó có 3 phiên giao dịch đi ở trong cái biên kháng cự và đến cái nến ngày hôm qua thì nó có điểm chỉnh cung uh, kỹ thuật và điểm chỉnh cung kỹ thuật trong tuần nếu như không nhầm thì cũng đã có nói đến vùng 14.9 và khả năng tuần tới thì cái điểm 14.9 này nó sẽ quay trở lại test trong trường hợp thủng 14.9 thì chúng ta tính toán được cái điểm sâu hơn của Hoa Sen ở trong ngắn hạn thì nó vẫn có thể quay về vùng 14, 14.3. Nhìn chung là khi mà cổ phiếu Hoa Sen quay về, về đến vùng này thì vẫn là đạt. Còn đối với Hoa Sen vùng chặn lãi 13, 13.2. Tức là trong trường hợp nếu đến ngày thủng vùng 13.2 và sau đó nó có tín hiệu kế tuật xác nhận là không lấy lại được vùng 13.2 thì đấy là tín hiệu mà các anh chị có thể uh, cân nhắc để chúng ta ra uh, bán tất toán toàn bộ danh mục của Hoa Sen hoặc là một phần nào đó thì tùy các anh chị bởi vì khi mà cái tín hiệu đó xảy ra thì như vậy là cái trang kỹ thuật của uh, cổ phiếu hoa sen nó bị xấu đi rất là nhiều còn đối với vgs ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 11 4 đến vùng 12 và vùng kháng cự đâu trong tuần vừa qua thì nó cũng đi được khoảng lên đến khoảng vùng 13.5 đến vùng 14 đây các anh chị và nó bắt đầu nó chỉnh cung theo cả thị trường ở nhìn chung thì tuần tới lại ngắm lại thôi lại ngắm lại vùng 10, uh, 11 4 đến vùng 12 thôi đó là hỗ trợ nhóm ngành thứ tư đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công thì các anh chị biết rồi nhóm ngành vật liệu đầu tư công thì ông lẽ có giới thiệu cho các anh chị ba mã cổ phiếu gồm mã cổ phiếu KHB, PLC và BCC có mã cổ phiếu Hà Tiên 1, HT1 đấy nó cũng rất là đẹp nhưng mà hùng không có bắt cái nhịp vừa qua và khi mà chúng ta không bắt thì thôi chúng ta không phân tích đó hùng chỉ phân tích những cái mã cổ phiếu mà ông có bắt được nhịp bắt được sóng tức là chúng ta có theo dõi những cái quá trình hình thành sóng À, ví dụ như là PLC ở đây, à, KSB thì chúng ta có phân tích một cái quá trình hình thành sóng ở trong những cái giai đoạn vừa qua và đến thời điểm hiện tại là cái target mục tiêu cao nhất đạt được đó là vùng 26 à, và có một target mục tiêu nữa là vùng 28. Tuy nhiên vùng 28 này thì đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu KSB chưa đạt được. Ở à, trên góc độ kỹ thuật thì mình có nói rồi, KSB vẫn đang nằm trong một cái chu kỳ uptrend tuần vừa qua nó tiếp tục cán lại vùng 26 và đang chỉnh lại vùng giá mục tiêu thì đầu tiên khả năng là tuần tới thì nó sẽ cán lại tức là nó sẽ test lại cái mút nến ở, ở, ở cái cây nến của ngày thứ năm tức là nó sẽ cán lại ở khoảng quanh vùng 23 và đối với PLC thì nó sẽ có những cái vùng giá chỉnh mục tiêu ví dụ trong cái bản tin tuần trước chúng ta có phân tích ở đây này là vùng 22 và điểm sâu hơn điểm sâu hơn đó là vùng 20.6 đến khoảng vùng 21 đó sẽ là những cái vùng giá chỉnh mục tiêu và khi mà chúng ta đã có được vị thế của KSB tại những cái vùng hỗ trợ thấp thì khi mà về đến vùng 26, 25.5 đến khoảng vùng 26 anh chị có thể cân nhắc chốt bớt. Và về đến những vùng hỗ trợ mục tiêu, ví dụ như các anh chị bán ra đây 1.000 cổ phiếu thì về đến vùng 23 các anh chị có thể cân nhắc chúng ta mua vào 300 cổ phiếu. Về đến vùng 22 các anh chị có thể cân nhắc mua tiếp vào 300 cổ phiếu nữa là chúng ta có 600 cổ phiếu. Và ví dụ như nó về đến vùng giá 20.6 thì chúng ta cân thêm khoảng 400 cổ phiếu nữa như vậy là chúng ta sẽ bù lại 1.000 cổ phiếu một à, 1.000 cổ phiếu ở những cái giá vốn mục tiêu ở dưới này à, thì chúng ta sẽ rất an toàn sẽ rất an toàn và sau đó biết đâu được Hùng à, không có nói trước nhá Ví dụ như sau đó thì nó lại hình thành tiếp một cái nhịp tăng lên đây và nó lại vòng lại vùng 25.5 đến vùng 26 thì đây cũng là như vậy đúng không anh chị đó nó chạm 26 này nó chạm về đây rồi sau nó lại kéo lên vùng 26 thì biết đâu được có thể trong tương lai nó sẽ tiếp tục quay trở lại về vùng 26 thì về đến vùng này chúng ta sẽ à, bán đi một nghìn cổ phiếu và như vậy thì vô hình dung là chúng ta sẽ à, liên tục có cái phần gốc và chúng ta có được cái phần à, bán ra và mua vào như vậy thì chúng ta sẽ rất là an toàn trong một cái hành trình mà à, cổ phiếu vẫn đang có những cái à, xu hướng uptrend đó và hiện tại đối với ksb thì chúng ta vẫn đang tính toán nó là một uptrend mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu plc thằng này là trùng đầu tư công vì sao bởi vì nó là chuyên à, sản xuất cái nhựa đường rải thảm mà các anh chị và khi mà mà chính phủ chúng ta định hướng về hạ tầng kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp về giao thông về đầu tư công thì thằng rồi cao tốc vân vân thì thằng này sẽ là một cái thằng mà nó sẽ uh, có những cái sự hưởng lợi nhất định uh, rất là tốt ở trong đó và uh, đối với kịch bản PLC thì chúng ta cũng đã phân tích một cái sóng tương đối là dài trong tuần vừa qua thì PLC dự kiến có hai vùng chỉnh mục tiêu vùng chỉnh thứ nhất là vùng 30 và vùng chỉnh thứ hai là vùng 28 nhưng cái điểm sâu nhất ở đây nó chỉ về được khoảng tâm đó 2 và 2, 29 thôi đó, sau khi mà nó kéo xong thì nó test đấy các anh chị này. Đây chính là những cây nến test lại ở vùng giá mục tiêu 30 trên 30. Và với lực đi của PLC như hiện tại thì chúng ta uh, sẽ tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật của PLC lên khoảng quanh vùng 35. Và lên đến vùng 35 á thì uh, khi đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. Uh, có thể là nó sẽ kéo vượt lên uh, theo cái kịch bản này. Đó, nó sẽ kéo vượt lên khoảng hai giá tức là nó sẽ kéo lên khoảng vùng 37 và sau đó thì nó lại tiếp tục quay trở về test và chúng ta sẽ đánh giá xem cái khả năng là ở cái nhịp này thì nó test thành công hay không nếu như nó test thành công thì target tiếp theo mà uh, đang ngắm tới ở đây đó là khoảng quanh vùng 40 đó thì như vậy là chúng ta cũng uh, có một cái hành trình đối với mã cổ phiếu PLC rất là đẹp cổ phiếu BCC <laughs> thằng này là xi măng đó thì uh, đối với BCC chúng ta cũng đã qua một cái hành trình thì chúng ta đã phân tích những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật rất là sát để cho anh chị có thể thu gom. Và như có dự báo thì cái cái xu hướng của BCC là nó sẽ break cái vùng 12 và trong tuần vừa qua thì nó đi lên được vùng 13 và bắt đầu gì ạ? Nó quay trở lại test cung kỹ thuật. Và điểm test cung của trong phiên giao dịch ngày hôm qua tương đối sát ở vùng 11.3. Khả năng với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì BCC sẽ tiếp tục quay trở lại test cung. Đó, BCC sẽ tiếp tục quay trở lại test cung lại ở đây là quanh vùng dự kiến 11.3, 11.4, 11.5 gì đó. Đây. Và mục tiêu thì nó vẫn diện nó vẫn hướng về target ở đây, nó target mục tiêu là 14. HT1 thì không có phân tích ở trong nhịp vừa qua nhưng mà nhìn chung thì xu hướng của HT1 vẫn tương đối là đẹp các anh chị mà đang cầm chúng ta nắm ở nhóm ngành thứ năm là nhóm ngành đầu tư công tức là một số các cái công ty xây lắp mà nó liên quan đến à, hoạt động đầu tư công hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vân vân và vân vân thì đối với VCG chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì VCG có điểm tức là đã có điểm kéo ở về mặt điểm test kỹ thuật là VCG có test về ở vùng 20 20.1 ở đây và nó có kéo lại được về vùng kháng cự 22 đây các anh chị và trong bản tin phân tích những cái bản tin phân tích tuần trước ấy, thì chúng ta có nói đến một cái yếu tố kỹ thuật cái điểm nghẽn kỹ thuật của VCG đó là vùng 22. Thì tuần này nó cũng đã kéo lại vùng 22, tuy nhiên là nó không thể vượt thoát được vùng 22. Hai cây nến ở uh, cây nến này nó kéo về vùng 22 và sau đó thì đội sọt đã thắng thế và dẫn đến cái câu chuyện là VCG bị mất ở vùng 21 và khi bị mất vùng 21 thì cái xu hướng của nó thường thường uh, sẽ xảy ra sau đó là xu hướng uh, chỉnh giảm đối với VCG tuần tới khả năng á, về mặt xu hướng như thế này thì VCG sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng 20.1 trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 20.1, 20.1 bị thủng á, thì đây các anh chị, các anh chị nhìn thấy mút đến này thì nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 19.5 và điểm sâu hơn chúng ta phải tính toán là quanh vùng 19 đấy sẽ là những cái dự báo ngắn về cổ về xu hướng của VCG bởi vì cái điểm này là điểm tín hiệu đường MACD nó bắt đầu chỉnh đỏ và thông thường là khi mà tín hiệu đường mã CD mà bước sang cái pha đỏ thì thường thường cổ phiếu nó sẽ chỉnh giảm tích lũy và khó có khả năng để mà bật phục hồi trong ngắn hạn. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu FCN.com. Thì như vậy là FECOM ở trong tuần vừa qua thì FECOM cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 12 trên 12. À xin lỗi cả nhà 12.5 trên 12.5. Và nó đang cố công cái kháng cự này, tuy nhiên là điểm công kháng cự này thì của FECOM nó đã bị thất bại. Đó, nó bị thất bại rồi hai cây nến không công được Và đến cây nến thứ ba thì nó xác nhận không công lại được Như vậy thì tuần tới khả năng Cái điểm lấp cáp của phê ở đây Nó là quanh vùng 11, 11.2 Chúng ta lại nhả tiếp Trong trường hợp nó bị thủng vùng 11 Thì là à, chúng ta lại ngắm lại ở đây thôi Đây hỗ trợ, hỗ trợ Ở đây nhịp này hỗ trợ về đây Nó bật lên và nhịp này như vậy thôi đó thì nhịp này nó hỗ trợ ở đây khoảng vùng 10 10.3 và sau đó thì nó, nó có xu hướng bật lên thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng tích lũy tạo nền của FCN ở đây ở cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu C4G, C4G thì chưa hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu. Nói chung ở trong tuần vừa qua thì uh, VCG là đạt được vùng 22 trên 22 này, uh, FCN là đạt được vùng 12.5 này và C4G thì cũng đang kỳ vọng là kéo lên vùng 12.9 đến khoảng vùng 13 ở đây. Uh, nhưng nó chỉ lên được đến vùng 12 năm thôi bởi vì khi mà lên đến đây thì chắc chắn nó sẽ bị chốt đó Thùng đã dự báo cái vùng này mục tiêu rồi như vậy là chúng ta sẽ chốt ở đây bởi vì đã có những cái tài khoản người ta đã bắt được cái vùng hỗ trợ ở đây đó là vùng phân tích ở quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 Ờ, uh, thì về đến cái vùng kháng cự này thì họ sẽ chốt và đây đang là những cái lực chốt uh, tương đối là mạnh lực chốt tương đối là mạnh cả nhé như vậy thì uh, tuần tới sẽ làm việc lại vùng 10.8 đến 11, 10.8 đến vùng 11 đã là hỗ trợ 1. Còn trong trường hợp 10.8 mà bị phá vỡ thì như vậy chúng ta lại là ngắm lại vùng 10 đến vùng 10.3. Thì tùy cái xu hướng bởi vì đây là cây nến rút chân lên và cây nến này trả lại thì nó sẽ xuất hiện tiếp một cây nến tiếp theo. Đó, cây nến tiếp theo nếu mà nó xuất hiện một cái cây nến tuần tiếp theo, ví dụ nó đóng lên được màu xanh như thế này và vượt lại như thế này thì đấy là một tín hiệu tích cực. Uh, tuy nhiên nếu như mà nó lại một cây đến tuần mà nó lại tõm xuống ở dưới này mà màu đỏ thì đấy sẽ là một cái tín hiệu tiêu cực như vậy là uh, chúng ta sẽ căn cứ uh, cái tín hiệu thực tế của cổ phiếu để chúng ta à uh, phân tích anh chị nhá rồi lcg à uh, cái câu chuyện như này tức là nói như vậy thì một số anh chị bảo nói như mày thằng nào chả nói được thì uh, các anh chị hiểu là phân tích kỹ thuật đó là nó dựa vào tín hiệu ở uh, trong phiên rồi tín hiệu trong tuần và tín hiệu trong tháng để chúng ta phân tích. đó, vậy thì khi mà tín hiệu trong phiên nó phạm phải một cái yếu tố kỹ thuật nào đó thì chúng ta suy luận và chúng ta dự báo rằng à như vậy là xấu. còn nếu trong phiên nó vẫn giữ được hoặc trong tuần nó vẫn giữ được ở một cái mốc nào đó thì chúng ta sẽ suy luận à rằng như vậy là tốt. chứ không phải là nói hai phải đúng không ạ và chúng ta có cơ sở phân tích có các điểm nhấn kỹ thuật. đó ví dụ à, tại sao LCG mà vẫn giữ được cái biên 11.2 thì như vậy là tích cực đúng không ạ? vẫn tích cực vẫn còn có khả năng để bứt phá đi lên nhưng trong trường hợp nếu như LCG bị mất ở vùng đấy 9.6, 9.8 Ví dụ như vậy thì đấy sẽ là một tín hiệu rất xấu đối với cổ phiếu này Đó Vậy thì chúng ta có cơ sở để phân tích chứ không phải chúng ta nói bừa nói bãi Nói tùm lum tà la Đó thì các anh chị hiểu như vậy Phân tích kỹ thuật là gì Chúng ta dựa vào tín hiệu kỹ thuật trong phiên Ví dụ như các anh chị phân tích ở trên khung ngày Thì chúng ta sẽ dựa vào tín hiệu kỹ thuật nến ngày, nến đóng ngày nếu chúng ta phân tích tín hiệu kỹ thuật trên nến giờ thì chúng ta sẽ à, xem nến đóng giờ và chúng ta phân tích trên nến M5 thì chúng ta sẽ xem nến M5 và chúng ta phân tích trên khung chạc tuần thì chúng ta sẽ lấy nến tuần để chúng ta phân tích. Đó, tùy từng anh chị phân tích ở khung giờ nào thì chúng ta sẽ lấy khung giờ đó để chúng ta phân tích. À, ở đây ông em LCG thì à, trong tuần vừa qua giao dịch khá là tốt, đã có những cái thời điểm mà nó đẩy lên được trên vùng 13 cộng hai à, cây nến kết tuần hơi đuối. À, phiên này lấp lại như này hơi đuối. Lấp lại 12 như thế này hơi đuối thì à, thôi đành phải chờ thôi bởi vì thị trường chung nó đang xấu. À, nó đè được uh, vùng 12 cộng rồi, đúng không? Và bây giờ nó quay trở lại test. Như vậy thì điểm tới tuần tới thì nếu mà nó khỏe thì kỳ vọng là nó vẫn giữ được trên vùng 12. À, còn nếu nó yếu hơn thì bắt buộc nó phải về vùng 11.2 đến vùng 11.5 để uh, test tích lũy ở vùng này. Ở G36 uh, tuần này G36 cũng đã hoàn thành được vùng giá mục tiêu 8. à .8, 8 trên 8.8 và và gì ạ? Và nó bắt đầu quay lại chỉnh cung. Như vậy thì đối với G36 các anh chị nhá, thì cũng đã có phân tích cho các anh chị vùng 6.3, vùng 6.5. Đó, cái vùng này là vùng hỗ trợ kỹ thuật phân tích rồi, phân tích rất dài rồi, không phải giờ mới nói. Và có phân tích cho các anh chị vùng kháng cự là 8. Như vậy các anh chị cứ lấy từ 6.3 mà lên được 8 là biên cộng trừ 25% đó các anh chị nhá. Nhìn một cái điểm bé bé thế này thôi nhưng mà 25% đấy. Như vậy nắn nót thì chúng ta cũng ăn được khoảng tầm 15 đến 20% của một nhịp của một nhịp đó vậy thì các anh chị À, khi mà chúng ta à, nắm được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và nắm được cái vùng kháng cự thì cái xác suất mà chúng ta thắng lợi ở trên thị trường chứng khoán nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với việc của chúng ta đầu tư một cách phu vơ và chúng ta không nắm được những cái vùng giá mục tiêu rồi ở nhóm ngành thứ sáu đó là nhóm ngành dầu khí à, nhóm ngành dầu khí là một trong những nhóm ngành chiến lược được phân tích định hướng ở trong quãng thời gian vừa qua Ờ, đối với nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ xem qua chỗ chỉ số VKT một tí thì hiện tại là VKT đang có vùng hỗ trợ kỹ thuật 72.5 đến khoảng vùng 73 và vùng kháng cự ngắn là ở quanh vùng 80 và điểm kháng cự cao hơn ở đây là vùng 82.3 U trên một thùng thì tạm thời là như vậy là với nó cũng chưa có cái sự đột biến và nó đang đi sideways ở trong một cái biên như thế này và đối với nhóm P thì chúng ta cũng đã có phân tích bốn năm cái, à cái mã cổ phiếu khá là chiến lược và nó đã giúp cho nhà đầu tư của chúng ta có biên lợi nhuận tốt ở trong quãng thời gian vừa qua. Mặc dù thị trường của chúng ta là không thuận, đúng không anh chị. Nhưng với những mã cổ phiếu mà được cùng Lê phân tích và giới thiệu cho các anh chị thì đã có một cái trang kỹ thuật tăng cực kỳ tốt và các anh chị nhìn thấy là PLX đã có một nhịp tăng đâu đó khoảng từ vùng vùng phân tích nếu không nhớ không nhầm là khoảng vùng 29 đến khoảng vùng 30 và chúng ta bắt đầu nâng target 32.5 và nâng dần lên 37 và cuối cùng là chúng ta nâng target lên 40 và chính thức ở trong tuần này thì tuần trước là nó đạt được 40 nhưng mà nó hơi với còn tuần này thì thoải mái rồi đó, Tuần này thì lên đến tận uh, chính thức là nó phải lên được tận 41.2 Rồi nó mới chỉnh cung như vậy là chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 40 trên 40 Đối với PLX thì hiện tại nó vẫn đang là một uptrend Nó chưa bị phá uptrend Chính vậy nên là nó có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 36, 37 là vùng hỗ trợ và vùng kháng cự ngắn là 40 khả năng ở trong ngắn hạn khi mà thị trường chỉnh cung thì PLX nó sẽ đi ở, ở sideways ở trong cái biên này. Vì vậy chính là vì vậy các anh chị mà đang cầm thì chúng ta cứ tận dụng cái vùng hỗ trợ chúng ta cân và tận dụng những vùng kháng cự chúng ta chốt. Trên cái danh mục chúng ta đang có nha, lưu ý các anh chị nhá. Tức là chúng ta đang cầm cổ phiếu PLX thì chúng ta mới làm được như vậy. Còn nếu mà chúng ta không cầm thì chúng ta phải mua rất là chậm, rất là cẩn thận, đúng không ạ? À, đối với mã cổ phiếu PVS ở đây, các anh chị đó, ông uh, đã vẽ cái 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 vòng cung ở đây rồi này. Tức là gì? Cảnh báo ở đây nó sẽ là cái vùng kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu này ở khoảng vùng 28 27.5 đến vùng 28.5. Tuần vừa qua thì nó đã lên vượt thoát được vùng 27.5 và nó bắt đầu có những cái dấu hiệu về mặt chỉnh cung. Uh, như vậy cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên các anh chị lưu ý, đó là ông đã có đề cập ở đây là vùng 25.4 trong trường hợp tuần tới, khả năng cái vùng 25.4 thì, thì 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 tuần tới khả năng là khó giữ và tuần tới thì nó sẽ hướng về cái vùng mục tiêu nó sâu sâu hơn một tí ở dưới này đó là vùng 24.3, tức là sau khi nó bất cản ở đây thì nó sẽ quay lại test lại ở đây vùng 24.3. Ờ à, như vậy thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp chốt ở khá khá sát ở vùng kháng cự đúng không ạ? Và à, chúng ta sẽ canh để chúng ta cover lại hàng. À. Mã cổ phiếu thứ ba đó là mã cổ phiếu PVD. Đó, PVD thì Hùng cũng đã có đưa cho các anh chị một cái vùng kháng cự rất mạnh ở đây đó là vùng 20 27 đến khoảng vùng 23 và trong tuần vừa qua thì PVD cũng đã có những thời điểm đó, tiệm cận về cái vùng kháng cự này. Đó là những cái thời điểm mà các anh chị canh để chúng ta chốt hiện thực hóa lợi nhuận một phần. Và nó bắt đầu chỉnh cung. cây đến ngày hôm nay tức là chúng ta xét cây đến ngày hôm qua là tích cực nhưng cây đến ngày hôm nay lại là cây đến tiêu cực. Đó, khi mà nó để mất lại vùng 21.4 thì cái xu hướng kỹ thuật tuần tới thì PVD sẽ quay lại vùng 19.8 đến khoảng vùng 20.3 Trong trường hợp thủng thì chúng ta sẽ ngắm về cái vùng sâu sâu hơn và khả năng thì dự báo là cái vùng quanh vùng 19 Đó 18.8 đến khoảng vùng 19 sẽ là cái vùng mà PVD sẽ hạ độ cao để uh, tích lũy để xác nhận cái xu hướng đi tiếp Mã cổ phiếu thứ tư đó là mã cổ phiếu BSR <laughs> Thì đối với BSR đã phân tích cho các anh chị rồi một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật Uh, tương đối là dài và trong những bản tin tuần trước đây thì ở khoảng quanh vùng 15.4 15.5, vùng kháng cự tuần của nó ở đây là vùng 16.7 đến vùng 17. Tuần này thì đã có những cái thời điểm nó đánh được lên đến vùng 17.7, tức là suýt soát đạt cái target mục tiêu ở vùng 18. Và nó bị uh, nó bị chốt luôn ở trong phiên chính vì vậy nên là cái xu hướng suy yếu uh, nó sẽ tiếp diễn liền sau đó. ở uh, tuần tới thì nó sẽ à uh, tuần này nó đóng đúng cái hỗ trợ 16.2. Nhưng mà khả năng tuần tới thì nó còn nhấp nhứ ở khoảng quanh vùng 16, 16.2 Và dự báo thì khả năng là sẽ bám biên lại biên 15.3, 15.4 ở trong tuần giao dịch tiếp theo Oi ở đây, oi ở đây chúng ta thấy rằng đây, oi ở đây các anh chị nhìn thấy đúng không ạ Đây là vùng kháng cự và cái vùng này thì cũng đã cũng đã chỉ cho các anh chị rồi vùng 9.7 đến vùng 10 trong tuần thì OI cũng đã đánh về vùng kháng cự tức là hoàn thành được cái mục tiêu target ngắn và nó bắt đầu chỉnh cung. Điểm chỉnh cung kỹ thuật thì các anh chị lưu ý ở quanh vùng 9 đến khoảng vùng 9.1. À, khả năng thì tuần tới cái điểm 9 đến 9.1 này khả năng khó giữ, khó giữ các anh chị và nó sẽ đi về đâu đó khoảng cái vùng 8.6. 8.6 cộng trừ 0.2 8.6 cộng trừ 0.2 Đấy là cái biên mà uh, à, có thể quay trở lại test cung lại Ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo ở nhóm ngành thứ bảy mà chúng ta sẽ đi phân tích ở sau đây đó sẽ là nhóm ngành banh bởi vì banh cũng là một trong những cái trụ lực của thị trường và đối với banh thì các anh chị lưu ý đó là chúng ta đã phân tích một trend kỹ thuật tăng của nhóm banh từ ngày 13 tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại là banh đã tăng một nhịp tăng cực kỳ là tốt rồi đó, nên là chúng ta lưu ý trong trường hợp nếu chúng ta đang cầm banh thì chúng ta sẵn sàng những cái thời điểm để mà chúng ta chốt lãi ở Việt Công Anh chúng ta thấy rằng là hiện tại thì Việt Công Anh đang đi tương đối khá là đúng với cái ý đồ tạo lập mà cái cách mà Hùng phân tích thôi còn tạo lập thì họ làm chứ còn Hùng không làm được cái này nhưng mà mình dựa vào những cái dữ liệu để mình dự báo rằng à ông ông này khả năng ông sẽ đi như vậy thì đúng là như vậy đấy các anh chị vùng 90 đó phiên ngày hôm nay nó nhún xuống 90 xong rồi nó lại kéo lên vùng 93.5 và vùng kháng cự tuần ở đây là cái chạm vùng 95 thì nó lại nó lại đạp lại tí như vậy là biên 90 95 tiếp tục đi sideways và cứ giữ được cái biên này thì tạm ổn ông anh cả của việt công anh ngành banh vẫn đang ổn thì như vậy là cả cái nhóm banh nó vẫn đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt còn khi mà nó bị ngóc ngoài hoặc là nó quang tèo thì đấy là sẽ là một cái yếu tố mà chúng ta lưu tâm đối với bidv ở đây ở tuần này thì nó cũng đã hoàn thành lên được cái vùng giá mục tiêu tương đối cao ở vùng 47, 48, 50 50 thì chưa lên nhưng mà 47 thì chắc chắn là lên rồi và nó đang chỉnh công kỹ thuật ờ, như vậy tuần tới thì nó sẽ ngắm lại hỗ trợ 44 Uh, 44 hoặc 43 uh, sâu hơn thì ở đây này sâu hơn 41.5 đến 42 tức là gì trong cái quan điểm kỹ thuật ngắn hạn như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như BIDV đó, uh, nếu như BIDV 41.5 nó vẫn nằm được ở trên vùng 41.5 đến 42 thì đó là tích cực thì chúng ta cứ cầm và chúng ta tận dụng tối ưu những cái điểm hỗ trợ thấp này chúng ta mua vào và lên được hồi lên ở vùng 44 45 thì chúng ta bán ra đó trên cái danh mục sẵn có và cái cách đánh như thế này gọi là cách đánh kho tê không À các anh chị hiểu cái cái hiểu cái nguyên lý như thế nào, nếu mà chưa hiểu thì cứ comment xuống đây sẽ giải thích cho anh chị. Rồi uh, mã cổ phiếu Công Thương, uh, Công Thương đã hoàn thành một cái nhịp tăng uh, rất là tốt ở trong thời gian vừa qua. Và cái vùng giá mục tiêu mùng đạt uh, đặt cho Công Thương đó là vùng 30.5 thì tuần giao dịch cũ ở uh, cách đây uh, ngày bao nhiêu là nó đã đạt rồi này ngày 19 tháng 1 nó đạt cái target này rồi, sau đó nó chỉnh cung thì chúng ta có phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 28.5 và sau đó nó có một điểm hồi, hai điểm hồi để cho các anh chị lướt lát được ở vùng hỗ trợ này và lên đến cái vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 30 30.5 thì các anh chị uh, canh để các anh chị ra hàng và chốt bớt và trong tuần vừa qua đó, thì nó cũng đã lên được lần thứ thứ ba lên được cái target mục tiêu và nó chỉnh và cây nến ngày hôm nay là một cây nến xấu này, tức là nó đã bị phá vỡ cái điểm 28.5 ở đây. Đó, chính vì như vậy nên là khả năng cái công thương tuần tới nó sẽ đi về biên 28 và trong trường hợp nếu nó thủng vùng 28 thì các anh chị lưu ý là chúng ta ô ô chốt chốt chắc chốt Dư giữ lại thôi. Đó, đừng có ham hố nữa bởi vì khi mà vùng hoặc có giữ có giữ lại cổ phiếu thì chúng ta giữ lại một cái tỷ trọng rất là thấp thôi. Gọi là gì? Gọi là Vơ vèo vượt test thôi chúng ta không giữ lại tỷ trọng cao khi mà công thương bị mất vùng 28 <laughs> à, Ông em Vy <laughs> trong tu <laughs> Trong tuần thì vibank ở đây cũng đã có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở 17-72 Đã có một lực kéo về được uh, vùng 18-3, 18 năm uh, 18 -18 ở đây Và nó đó chỉnh cung Nhìn cái cách như này thì gần như nó đã lấp lại hết cái vùng cáp ở đây rồi tuần tới sẽ uh, Uh, xu hướng về mặt xu hướng thì khả năng là nó sẽ quay về vùng 16.5, 16.7 và 17 ở đây để nó tích lũy. MBB MBB trong phân tích kỹ thuật là tuần tới cũng đã có phân tích một cái điểm nhấn kỹ thuật của MBB ở vùng 18.5. Tức là cây nến ngày thứ hai là cây nến thỏa mãn điều kiện cần, tức là nó phải break được vùng 18.5 và cây nến ngày thứ ba và ngày thứ tư là cây nến đủ để test lại và hai cây nến này test thất bại chính vì nó test thất bại nên là đây 17.7 đến vùng 18 như vậy là cây nến ngày hôm nay là một cây nến bao trùm lại cây nến ngày hôm qua như vậy tín hiệu như hùng đã có chia sẻ ngay từ đầu bản tin á thì chính vì cái câu chuyện là kéo đầu tuần và cuối tuần giảm nên là cái quả bóng nó sẽ được đẩy sang tuần sau tích cực hay tiêu cực nó sẽ nằm ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới và chúng ta sẽ phân tích uh, thêm đó trong trường hợp mà uh, có cái tín hiệu như thế nào đó thì ông lê sẽ uh, Uh, phân tích cho các anh chị để uh, các anh chị nắm được Tình hình Techcombank uh, Techcom thì ngắn hạn thì cũng chưa có gì đột biến đâu nói chung là nó vẫn đang có hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 27 26 và Điểm ngắn hạn ở đây là 25.5 ở 25.5 nó khoảng vùng 26 tuần tới thì nó sẽ test điểm một ở đây và điểm này mà thùng thì chúng ta phải ngắm vào điểm sâu sâu dưới này thôi kháng cự của Techcom vẫn đang ở vùng 29.5 chính là cái kháng cự ngắn mà nó đã tạo ra được ở đây Và thậm chí là trong trước đây nữa đó, vùng 29.5 đây 29.5 29.5 và điểm này 29.5 điểm này mà kéo khỏe thì cũng lên được 29.5 thì cũng bị chốt thôi nhưng mà nó tuần vừa rồi lên được đâu đó khoảng 29 mấy đấy <laughs> Xí ra lên 29 bị chốt à, TP Bank 3 lần mang quân đi chinh phạt uh, Thảo Nguyên đúng không ạ Lên chinh phạt vùng 25, 25 và tuần này 25 và 3 lần này thì nó đã chưa thành công à, Tuy nhiên sau 3 lần đó thì nó cũng có hình thành được một cái vùng giá mục tiêu cho các anh chị cân Ở vùng 22.7 đến khoảng vùng 23 tương đối là đẹp Tuần tới thì khả năng sẽ có vùng giá này Các anh chị cân ở vùng này và vùng giá mục tiêu thứ hai đó là vùng 22.5 Đối với TP thì các anh chị có thể uh, gom dài đánh dài, chúng ta không vội vàng. VIP ở trong tuần đã có một nhịp hồi uh, về vùng giá mục tiêu, nó quanh vùng 22 và nó bắt đầu quay trở lại test công kỹ thuật ở quanh vùng 27 đến vùng 21. Nhìn về mặt xu hướng thì tuần tới uh, cái biên này nó sẽ tiếp tục test và nó test thành công hay không thì nó sẽ cần thêm cây nến để chúng ta đánh giá. Uh, trong trường hợp nếu như mà phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba và nó có một cái cây nến gộp đi cây nến gộp mà nó đóng lên được cái điểm khoảng quanh vùng 21 chấm 8 đến khoảng vùng 22 thì như vậy đó là tín hiệu tích cực còn trong trường hợp bị thủng ở biên dưới thì chúng ta lại phải tính toán gì ạ phải tính toán ở đây đó lại tính toán ở đây để mà gom nó chúng ta lại phải tính toán ở vùng 19 7 19 7 đến khoảng vùng 20.1 để mà gom đó 19 7 19 8 nói chung là như vậy cách thức là như vậy STB các anh chị lưu ý đối với STB cũng đã có những cái cảnh báo rồi thứ nhất là STB đã hoàn thành vùng giá mục tiêu target 27 trên 27 và về mặt kỹ thuật khi STB bị phá vỡ vùng 26 thì đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối xấu và trong tuần này khi mà STB đã chỉnh giảm và nó tiếp tục quay lại vùng 26 và nó không lấy được vùng 26 đấy các anh chị và nó tiếp tục quay lại biên 24, 24.5 như vậy thì trong tuần trong tuần thì nó đã trụ tương đối tốt ở biên 24, 24.5 ở đây thì trong ngắn hạn thì nó tạm được xem là tín hiệu tích cực à, tuy nhiên nhìn về cái chiến lược nhìn về cái cách đi thì khả năng cao tuần tới thì nó sẽ quay trở lại test vùng 23 và điểm sâu hơn của nó thì chúng ta thì tính toán là vùng 22 và vùng 22.5 Uh, với STB trong quan điểm kỹ thuật hiện tại nếu như mà nó không phá vỡ vùng 21 đi ở uh, thì cũng tạm tạm được nhưng về bản chất là vùng 22 mà bị phá thì nó đã xấu rồi đó và cái biên chặn lãi thì cũng có phân tích ở đây rồi là vùng 24 24.5 Nói chung là uh, nên chốt bớt khi mà cổ tín hiệu kỹ thuật cổ phiếu bị vi phạm vùng 24 đấy là khuyến cáo SHB thì nhìn chung cũng chưa có nhiều đột biến Tuần vừa qua thì chủ đạo vẫn đi ngang quanh 10. Và có thể và có thể tuần tới thì vẫn phải tính toán biên hỗ trợ đây thôi, 9597 uh, liên việt postbank liên việt postbank thì trong tuần liên việt postbank cũng đã hình thành và đã hoàn thành lại cái vùng giá mục tiêu 15 trên 15 và đây là cơ hội chốt cho các anh chị quá là tốt luôn đúng không anh chị tức là tạo lập họ vẫn cho các anh chị cơ hội để chốt đó và cái vùng ở đây mông đã khuôn xanh ở đây đó là vùng 14 7 vùng 15 đó là vùng kháng cự à, nhìn về mặt ý đồ thì khả năng tuần tới đây này các anh chị cứ lấy cái mút nến xanh xanh này này đấy mút nến xanh xanh này, này ít nhất là vùng 13.5 ít nhất là sẽ quay lại vùng 13.5 còn nếu mà sâu sâu hơn đấy sâu sâu hơn thì phải tính toán ở đây nó biên 13 13.3 và đối với liên việt postbank thì cũng có lưu ý các anh chị là uh, chặn lãi ở vùng 13 13.3 đấy là khuyến cáo Ok ở uh, chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành thứ 8 đó là nhóm ngành chứng khoán thì gồm có mã cổ phiếu VCI thì đối với VCI trong tuần thì VCI cũng đã cán lại vùng giá mục tiêu 28.5 và nó bắt đầu chỉnh cung nhìn cây nến ngày hôm nay tức là nó lại bao trùm mất cái cây nến ngày hôm qua rồi. Như vậy là tín hiệu tiêu cực. À, với tín hiệu này thì lại ngắm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 25 25.3 của VCI trong tuần tới. SSI trong tuần thì nó cũng đã có được một vùng giá mục tiêu kéo về quanh vùng 21 và nó quay trở lại lớp cáp và nhìn về cây nến của ngày hôm nay thì nó cũng tương đối là tiêu cực nó lấp lại cái cái sự cố gắng của phiên ngày hôm qua à, chính vậy nên là SSI sẽ ngắm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần tới 18 đến khoảng vùng 18.5 à, HCM nó hoàn toàn tương tự trong tuần thì HCM cũng đã kéo được vùng giá mục tiêu 26 và nó bắt đầu quay lại chỉnh cung thì nó sẽ quay lại test lại vùng 23.5 và điểm sâu sâu hơn thì khả năng sẽ quay về vùng 23 và khi cổ phiếu mà nó có cái tín hiệu kỹ thuật mà bị vi phạm cái vùng 23 thì đấy cũng sẽ là cái tín hiệu mà các anh chị nên cân nhắc để chúng ta giảm tối đa cái tỷ trọng mà chúng ta đang cầm đối với HCM còn nếu mà nó không không thủng thì như thế là chúng ta cứ cầm thôi Ờ, cổ phiếu VND, trong tuần thì VND cũng đã có một điểm kéo kỹ thuật break lại vùng 15 Và các cây nến test sau đó uh, nó uh, cho tín hiệu nó bị thất bại Và cái nến ngày hôm nay, đó cái nến ngày hôm nay là nó test lại cái mút nến của ngày hôm qua uh, Nhìn về thiên hướng này thì vùng 13.5 sẽ là vùng mà chúng ta cần phải tính toán đến đối với cổ phiếu VND ở trong tuần tới SHS <laughs> Đó, từ vùng 7.78 đến vùng 8.3 gì đó nôm na là các anh chị có thể đánh ngắn ở trong biên này ở chúng ta mua và lên được tuần vừa rồi lên được biên 9.3 ăn được ở đâu đó khoảng gần hai cây trần thì nó lại chỉnh giảm lại ở nhìn lực này thì như vậy là vùng 7.78 8.3 lại tiếp tục tính toán ở trong tuần giao dịch tiếp theo cổ phiếu VX trong tuần cũng đã có một cái lực kéo về vùng mục tiêu dự báo khoảng quanh vùng 7.5 7.6 và nó bắt đầu chỉnh cung điểm chỉnh một quanh 7 điểm chỉnh hai quanh vùng 6.8 và nhìn cây nến ngày hôm nay ờ, thì như vậy á là nó sẽ phải cần thêm cái dữ liệu tuần tới thì khả năng là nó sẽ test lại mút này đấy các anh chị. Đó, nó sẽ test lại mút này, tức là khoảng quanh vùng 6. 6.6.5 6.5, 6.6 gì đó, nói chung là ở quanh vùng này. Nhưng mà cái cách đi, khả năng thì nhịp này nó hơi đuối rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó cố vượt cái vùng 7.9 này mà nó vượt không thành công Thì thường thường khả năng cao nó sẽ test lại sâu hơn Cái đáy ở trước này Nên là Chúng ta phải tính toán là vùng 6.3 đến khoảng vùng 6.5 đấy là vùng dự kiến AGR AGR có lực kéo khá là tốt Nhưng kết tuần nó lại về vạch xuất phát ở 7.7 Khả năng tuần tới thì chúng ta vẫn thể tiếp tục ngắm ở vùng 7.2 7.2 7.6, 7.7. À xin lỗi cả nhà 7.7.4. 7.4 7.5 nói chung là khả năng là nó sẽ quay đây quanh vùng này 7.7.5 Ok vẫn đang còn thời gian thì chúng ta sẽ view một số các cái nhóm ngành mà chúng ta đã có phân tích ở trong cái thời gian vừa qua các anh chị nhá gồm có nhà nhóm thủy sản ANV ANV thì trong tuần ANV có tín hiệu khá là tốt, đạt được target 35 trên 35 và hiện tại thì nó đang có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây, khả năng tuần tới thì nó sẽ quay trở lại test. điểm test cung kỹ thuật có hai điểm, một là 30 và hai là điểm 28. tám. tùy tình hình thì có hai điểm test kỹ thuật này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích cái khả năng tích lũy nền của ANV. trước khi mà nó quay trở lại cái vùng giá 35, như vậy là tạm thời trong ngắn hạn như chúng ta có phân tích ở đây thì ANV sẽ có biên đi 28 đến khoảng 35. IDI uh, trong tuần thì cũng có sự phục hồi tuy nhiên sự phục hồi này thì nó hơi đuối Và như vậy thì trong tuần này thì nó tiếp tục quay trở lại về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 11.6 Và vùng 11.6 này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm trong trường hợp nếu như nó bị mất vùng 11.6 thì nó phải đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây Đó là quanh vùng 9.6 đến vùng 10, về đến vùng này thì tiến hành bắt đáy ASM uh, có phục hồi nhưng lực phục hồi này thì không thực sự mạnh và đối với ASM ngắn hạn thì nó hơi hơi đuối rồi À uh, tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá vùng 8.3 đến vùng 8.6. Còn trong trường hợp nếu mà vùng 8.3 bị rơi mất thì phải tính toán ở vùng 7.5. Đó thì uh, tùy tình 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 hình nhưng mà khả năng cao với cái cách đi này thì nó sẽ đi về vùng 7.5 rồi sau đó nó mới phục hồi đây và nó sẽ đi sideways trong một cái giai đoạn để nó uh, tiếp tục xây nền tích lũy và tạo một cái xu hướng mới. ACL thì nhìn chung ngắn hạn vẫn đang khá là ổn. Trang kỹ thuật tuần của ACL khá là tốt và anh anh chị em chúng ta cứ cầm thôi Và đối với ACL thì các anh chị lưu ý đây vùng 11 này Là vùng mua khá đẹp này, vùng 11, 12 11 mấy đấy nhỉ, 11 này, xem nào điểm này nó điểm bao nhiêu đây uh, 11.5, đó 11.5, 11.8, 12 Đấy sẽ là những cái vùng mà các anh chị thu gom cứ túc tắc từ từ mà thu gom Và ACL thì nó chỉ cần uh, cái cái nến ở đây Cái điểm nhấn kỹ thuật là nó phải bất lại ở khoảng vùng 14 đến khoảng vùng 15 Uh, xuất hiện một cây đến tuần hammer mà đẩy được cái vùng này thì khi đó thì là tiền bạc là của anh chị rồi đó bởi vì acl khi đánh đánh rất chung anh chị nhìn thấy nhịp này đúng không ạ nhịp này acl đánh từ vùng 14 và lên đến tận vùng 30 tức là 14 x 2 bằng 28 đi như vậy nhịp này uh, 12 mà đánh lên khoảng quanh vùng 20 đi đó nhịp này mà đấy 12 đó mà lên được khoảng quanh vùng 20 là cũng ấm rồi các anh chị nhá đó uh, target uh, upside bao nhiêu phần trăm thì các anh chị có thể tự tính đoán À, nhóm ngành cao su chúng ta phân tích mã cổ phiếu GVR GVR đâu nào GVR trong tuần vừa qua không chưa bứt được nói chung vùng 15.5 vẫn đang là cản chưa thoát được như vậy là với tín hiệu này thì nó lại quay trở về đây thôi vùng 13.5 đến vùng 14 xu hướng kỹ thuật là gì như vậy là không bứt được thì nó sẽ quay về test đây cái này chúng ta kéo ra đây để chúng ta hiểu được rằng là à, như vậy là nó không bứt được cái cái khoang này không bớt được 15.5 thì nó sẽ quay về đây để nó test cung kỹ thuật lại và nhìn chung thì GVR vẫn đang có một cái biên tích lũy khá là đẹp 13.5 14 bắt đáy được này đó nhịp này lên đây xả này quanh 16 xả này 16 xả này nhịp này bắt ở đây thì 16 xả này nhịp này bắt ở đây thì 15.5 xả này rồi nhịp này biết đâu bắt được ở đây rồi lại lên 15.5 đến 16 cứ tạm thời như vậy đánh ngắn anh mới chấp nhận vậy thôi chưa có sóng dài thì chúng ta đánh sóng ngắn. À, DRI ông em DRI ơi vẫn chưa được à, vùng 7.3, 7.5 vẫn đang tiếp tục tích lũy và à, vùng 8.3 vẫn đang chờ đợi một cái cú break à, khỏi cái vùng này để chúng ta ngắm lên vùng giá mục tiêu 10 và sau đó đi về vùng 11.5 cứ bình tĩnh từ từ. Chưa chạy được thị trường nó đang xấu quá thì nó chưa chạy được đâu và nó đang tích lũy được như này là tương đối ổn rồi. À, rồi đến ông em nào nhỉ DRI DRC đấy ba mã cổ phiếu của nhóm ngành cao su thì DRC trong tuần rất đẹp đó, à, nhìn tín hiệu này có lúc nó đã đánh lên vùng 24 là nhìn đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi rồi nó kéo lên và test lại như vậy thì hai uh, uh, phiên DRC quay trở lại test ở đây là vùng 22.5 phiên này thì đang 2.45 như vậy vi phạm một tí tẹo <laughs> trong trường hợp nếu như tuần tới mà nó nó quay về trở lại mà nó vẫn giữ được ở biên 21.5 đến biên 22 thì như vậy là cơ hội mà để mà đi tiếp vẫn còn đó cơ hội đi tiếp vẫn còn thị trường chung nó xấu quá nên nó 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 phải chỉnh cung thôi chứ còn nếu mà xét về độ khỏe của uh, DRC thì nó đã khỏe hơn rất nhiều so với thị trường rồi ở nhóm ngành diệt may có giới thiệu cho các anh chị mã cổ phiếu VGT uh, tuần vừa qua thì nó cũng đã bứt được vùng 13 uh, điểm chỉnh cung kỹ thuật một ở quanh vùng 12.5 Đuối nên nó phải đi về vùng 11.5 tuần tới thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta phân tích thêm uh, Cái khả năng tích lũy uh, chỉnh cung tạo nền của VGT Ở quanh vùng 1.5 Sau đó sẽ đánh giá thêm cái điểm này <laughs> uh, Dòng tiền đang bắt VGT khá là tốt Và chúng ta cứ bình tĩnh thôi thu gom từ từ qua các cái điểm chỉnh cung thì các anh chị thu gom TNG cũng đang vào một cái trang kỹ thuật đánh rất là hay, <laughs> dòng tiền bắt TNG tốt rồi, ở trong những cái tuần giao dịch gần đây thì dòng tiền bắt TNG đã đạt khoảng tầm từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là ấm và êm Và đồng thời thì nó cũng đã có tín hiệu kỹ thuật đó là tuần giao dịch cũ nó break vùng 17.5 và tuần này nó bắt đầu quay lại test 17.5 và đến tín hiệu kết tuần thì nó vẫn chưa bị mất vùng 17.5, đó là một tín hiệu cực kỳ tuyệt vời À, với cách đi như này thì à, kỳ vọng thôi Đó là gì à, Tuần tới thì em cũng trả lại một hai nhịp ở quanh vùng 17.5-18 tức là vẫn tiếp tục test cung à, Chờ đợi xu hướng thị trường phục hồi như vậy chúng ta tiếp tục ngắm cái target của TNG ở đâu đó khoảng vùng 22 21.5 khoảng vùng 22 đối với TNG à, Nhóm ngành à, Mía đường à, Mía đường thì các anh chị có thể à, lưu ý mã cổ phiếu FBT à, à, Đối với SBT hiện tại uh, chúng ta có thêm những cái vùng giá thu gom mục tiêu của SBT ở quanh vùng 14 14.3 đây này đó và 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 cái câu chuyện của SBT ở lúc này thì nó đang hơi um, gặp một cái vấn đề nho nhỏ như thế này Để các anh chị hiểu rồi đó là tại đây thì nó đang nó khi mà cái điểm uh, điểm bứt thứ hai là nó không bứt được cái cản 15.3 chính vậy nên là nó đang uh, chui vào trong một cái rọ. À, trong cái dọ này thì uh, Đây nó đang chui vào trong một cái dọ Và trong cái dọ này thì chúng ta sẽ cứ từ từ Ví dụ như các anh chị uh, Đây là cái vùng giá mục tiêu mà chúng ta bắt Ở vùng 14 đến khoảng vùng 14.3 Đó thì uh, đây này Đây đúng không chúng ta có điểm này Đây có điểm này đây có điểm Vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta cứ thu gom bắt từ từ Để chúng ta chờ đợi cái gì Chúng ta chờ đợi là sau một cái giai đoạn nó tích lũy Ở trên vùng 13 cộng Thì chúng ta có cái gì hay không đó, 13 13.5 đang là hỗ trợ thì đối với SBT là anh chị em cứ đánh từ từ. Cổ phiếu LSS cũng được uh, báo rồi, các anh chị uh, ở vùng 7 đến khoảng vùng 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5. Tức là khi mà nó kéo lên ở vùng 8 thì nó sẽ xu hướng nó sẽ quay trở lại test và hai tuần, ba tuần ở đây thì nó tiếp tục quay trở lại test đó và chúng ta chờ đợi cái gì? Chờ đợi là sau một cái giai đoạn mà nó đi uh, biên tích lũy, nó đi như vậy và nó đi đợi đây đó vào một cái ngày nào đó và nó break cái vùng 8 cộng ở đây và sau đó nó test lại thành công cái vùng 8 cộng với lực cầu xác nhận khoảng tầm từ 1 triệu đến triệu rưỡi cổ phiếu tức là cái con LSS này khi nó đánh thì nó cũng phải đẩy vôn tương đối là cao và các anh chị nhìn thấy đấy ở khi mà LSS mà nó vào một cái trend và một cái thế trận đánh đấy thì nó cũng đánh nhịp một là từ vùng 5 từ vùng 4 chính xác là từ vùng 4 mà nó đánh lên vùng 13 và nhịp 2 thì đánh từ vùng 9 lên đến vùng 18 toàn là 100% và trên trạc kỹ thuật tuần các anh chị nhìn thấy đây đây là một cái 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 thế đánh của của cổ phiếu đây là vùng bảy thế đánh của cổ phiếu lss rất là đẹp sau một nhịp nó kéo lên ở đây thì các anh chị nhìn thấy là nó hình thành một cái biên đó một cái biên đi đây đó và hùng đang kỳ vọng thôi đây là góc độ hùng kỳ vọng thôi đó thì hùng di chuyển cái này đây là lệnh mua à, mu à, dân kiến trúc các anh chị đều biết lệnh mu đúng không lệnh copy đó, copy cái hình này sang bên này đây là đường line trend line đấy đây là vẽ hình chữ nhật đây là mu đấy. ngứa nghề toàn vẽ thôi và những cái phân tích cùng thì cũng Hùng dựa vào những cái 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 khả năng về cái hình học không gian đó và tiên lượng những cái những cái thứ mà nó nó như vậy đó thì khả năng là uh, lời sau một cái giai đoạn tích lũy và nó sẽ bứt vùng 8 và kỳ vọng là nó sẽ mở một cái tranh kỹ thuật ở đây thì đấy là kỳ vọng đối với cổ phiếu lời các anh chị lưu ý. Ok về danh mục cổ phiếu tuần chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ dừng ở đây và chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai. Với những mã cổ phiếu mà các anh chị chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì ông lê sẽ dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của các anh chị. Ok và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn toàn cảnh của thị trường ở trong tuần vừa qua thì ngay từ đầu bản tin thì cũng có chia sẻ rồi. Nếu như thị trường của chúng ta ngay từ đầu tuần và lấp gáp và sau đó thì nó kéo lên được ở khoảng vùng 1060 đến khoảng vùng 1070 điểm thì cái tín hiệu kỹ thuật của tuần tới nó sẽ trở nên tích cực hơn rất là nhiều nhưng thị trường ở trong tuần vừa qua thì đánh hơi bị lạc nhịp. Đó là đầu tuần thì đánh rất là sung. á à, nhưng mà cuối tuần thì chúng ta gặp tương đối là khó khăn Chính vì vậy nên là quả bóng nó sẽ được đẩy sang tuần sau Và phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba của tuần tới sẽ là những cái phiên giao dịch ở... Thứ nhất là rất là khó khăn. Thứ hai nữa là trong cái sự khó khăn đó thì chúng ta sẽ cần những cái tín hiệu tích cực của tạo lập tức là họ có thể họ nhún và cần một cái lực cầu và cần một cái lực bắt đáy của thị trường đâu đó nó khoảng tầm độ 15 đến 16.000 tỷ một phiên để chúng ta thấy rằng là cái 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 lực bắt nó thắng thế thì khi đó khả năng cao thì dòng tiền mới có thể kích hoạt trở lại đối với thị trường chứng khoán cơ sở và chúng ta mới có một cái nhịp phục hồi tốt hơn. Thì đối với bản tin tuần video số 165 thì Hùng Lê cũng đã có phân tích khá nhiều các yếu tố kỹ thuật về chỉ số Dow Jones, về thị trường hàng hóa, về các cái các cái 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 thế mạnh, các cái mục tiêu của năm 2023 và trong đó thì chúng ta có nói đến bộ ba tham số chung của thị trường. Đó thì trong tuần vừa qua thì phiên giao dịch ngày thứ hai phiên giao dịch của ngày thứ hai là một phiên giao dịch cực kỳ tốt đã giúp cho thị trường À, chúng ta vượt thoát nên rất là tốt và đến phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó cũng là tiếp nối đà tăng tức là khi mà index uh, chỉ số vn30 chỉ số phái sinh đè lên được ở vùng 1060 điểm thì nó phát đi một cái tín hiệu cho chúng ta đó là tín hiệu tích cực thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai là nó đã đè lên được cái vùng này và sau đó nó test lại đối với ba chỉ số nó hoàn toàn tương tự như vậy đó trên chặt kỹ thuật giờ đúng không ạ thì uh, phái sinh index và VN30 cùng đóng cửa ở trên cái vùng 1060 uh, không 1065 thì như vậy là thị trường tiếp tục ổn định và tiếp tục cái hành trình uptrend và trên cả cái thuật mở năm thì chúng ta có nói đến là nếu có kiểm tra thì VN30 sẽ test ở vùng 1045 đến vùng 1040 phái sinh sẽ ở vùng 1033 1035 và index uh, ở vùng 1040 đến vùng 1045 và trong tuần vừa qua thì đến cuối tuần thì thị trường mới bắt đầu quay trở lại test những cái nhịp cung này. Còn đầu tuần thì nó đánh rất là sung và bắt đầu nó có một hình thành một cái điểm suy yếu đây các anh chị. Đó. Thì đây là một cái bức tranh tổng quan của thị trường thì trong tuần vừa qua nhìn về mặt kỹ thuật thì gì ạ? VN30 và phái sinh index đều đã đạt được những cái vùng target như chúng ta có phân tích đó là vùng target mục tiêu. Thì ví dụ VN30 đã đạt lên được vùng 1080 đến vùng 1090 điểm ở đây phái sinh phái sinh đây là phái sinh cũng đạt được vùng 1080 đến vùng 1090 và index cũng đạt được ở vùng 1080 đến vùng 1090 và cá biệt là nhúi lên ở đây là cái vùng 1095 nhưng chúng ta không tính cái điểm đó chỉ là cái điểm gọi là là bốn sát thôi còn chính xác đó là vùng 1090 tức là gì ba chỉ số sam số chung của chúng ta đạt được về đến cái vùng kháng cự và lực cầu nó không đủ giữ lực cầu nó không đủ giữ chính vậy nên là thị trường đã bắt đầu rơi rất là mạnh sau đó và đến thời điểm hiện tại đến phiên kết tuần thì chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường của chúng ta tương đối xấu. Ở phiên giao dịch của ngày hôm qua chúng ta sẽ nói thêm một tí về phiên giao dịch ngày hôm qua. Phiên giao dịch ngày hôm qua là khi thị trường mà nó đáp về đối với chỉ số v Index của chúng ta nó đạt về vùng 1130 điểm thì nó đã có một cái lực hồi lên được cái vùng 1054 điểm ở đây và phiên giao dịch ngày sáng nay thì nó sẽ có điểm trả cung thứ nhất đối với index là cả phiên sáng nó trả cung về vùng 1047 và điểm trả thứ hai đó là vùng 1037 đến vùng 1035 thì trên thực tế nếu như index của chúng ta mà trả về ở cái vùng 1037 đến vùng 1045 là đẹp à xin lỗi cả nhà 1037 đến 1040 là đẹp đó nó không bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này là đẹp và hiện tại nó đóng tuần ấy đóng đến đóng tuần thì nó vẫn đang nằm ở trong cái biên này Uh, vẫn nằm nằm ở trong cái biên này. Tuy nhiên là cái câu chuyện là test cung xong thì nó cần phục hồi. Còn đây là test cung và nó nằm lại ở vùng hỗ trợ thấp ở đằng dưới này thì cái quả bóng ấy, cái quả bóng nó đang nằm ở đây. Cái quả bóng nó đang nằm ở đây thì nó sẽ được đẩy sang ở uh, trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Uh, quả bóng này nó sẽ đẩy giao dịch tiếp theo. Trong trường hợp nếu như à uh, cái xu hướng mà khả năng cái tuần tới thì nó sẽ rất là cao là index sẽ quay trở lại vùng 1030 điểm đây để nó kiểm tra không thủng của 1030 và nó tiếp tục hồi long thì đấy là một cái kịch bản kỳ vọng để giúp cho thị trường đi ngang và nó hình thành được một cái gì một cái tín hiệu sideways nó hình thành một cái tín hiệu quay quanh vùng 1030 đến vùng 1040 điểm nó nếu mà index đi được như thế thì đó cũng là một cái thành công rất lớn của thị trường rồi trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba và sau đó thì chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu lạc quan hơn nếu như mà index của chúng ta vượt thoát lên được trên vùng 1050 điểm ở đây thì đấy là tín hiệu lạc quan để giúp cho thị trường của chúng ta bắt đầu hình thành một cái nhịp phục hồi trong ngắn hạn. Còn trong trường hợp nếu như index của chúng ta mà về đến vùng 1030 nó phá và vỡ vùng này và sau đó nó xác nhận là nó không lấy lại được cái vùng 1030, như vậy thì chúng ta phải tính toán index ở vùng 1020 điểm và điểm sâu hơn đó là vùng 1008 đến vùng 1010 điểm đối với chỉ số VN Index. Đó là chúng ta sẽ đưa ra một cái bức tranh tổng quan như vậy để anh chị nắm được đối với chỉ số VN30 thì nó hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì chỉ số VN30 về ở vùng 1027 đến vùng 1030 và sau đó thì cái lực long nó đẩy lên được truy soát vùng 1050 điểm là rất là mừng rồi. Thế thì sau cái cái sự mừng đó thì đương nhiên là là VN30 sẽ quay trở lại. Cái điểm quay trở lại ở đây đó là vùng 1037 1040, đấy là chắc như đinh đóng cột cầu. À, tôi không cần biết như thế nào nhưng bắt buộc là nó sẽ đi về vùng 1037 đến vùng 1040 đây ông phân tích cho các anh chị đây này 1037 phiên giao dịch ngày thứ sáu đây sẽ phân tích cho anh chị đây đó thì uh, sáng nay là lúc đó 8 giờ 46 phút cứ vào một cái phiên đây và phiên ngày hôm qua thì nó rất là tích cực ở đây rồi thì đến phiên ngày hôm nay đó, thì sẽ phân tích 8 giờ đầu chuẩn bị vào cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ nói về cái gì chúng ta sẽ nói về vn30 sẽ lấp về đây đó, 1037 đến 1040 sâu hơn là vùng 1034 phái sinh sẽ lấp về vùng 1037 đến 1040 và sâu hơn là 1032.5 index sẽ lấp về vùng 1047 và sâu hơn sẽ là vùng 1037 đến vùng 1040 tức là gì vùng 1037 đến 1040 là vùng lấp đầu tiên đó là vùng lấp đầu tiên mà mà mà, mà thị trường cần phải lấp lại Ừ, chứ không phải là bây giờ mới nói đâu đó các anh chị nhá đấy bây giờ chỉ view lại thôi đó là những ý đồ mà chúng ta đã đã truyền tải như vậy thì khi nó lấp lại ở vùng một vn 30 lấp lại vùng một không ba bảy đây thì nó bị thất bại nó bị thất bại vùng này nó sẽ quay lại vùng ở đây là vùng thứ hai là lấp hết trả lại vùng một không hai bảy thì cái câu chuyện ở đây là gì à ông này bây giờ đóng tuần Index đóng tuần là ở vùng 10 à VN30 đóng tuần ở vùng 1030. Thì nó cũng hoàn toàn tương tự như thằng Index là nó lại đẩy cái quả bóng này rất là là khó khăn sang cho tuần giao dịch tiếp theo. Bởi vì khi ông test về đây và ông hồi phục lại như thế này thì cái câu chuyện là tuần tới chúng ta mới tính được cái nhịp trả gáp, còn bây giờ nó nằm lại lì ở đây rồi thì à, tuần tới à, chúng ta cũng phải đưa ra được những cái kịch bản trong trường hợp nếu như nó bị vỡ cái vùng 1027 điểm ở đây thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến cái điểm mà phái à, vn30 nó sẽ hạ về vùng 1008 đến vùng 1010 ok còn trong trường hợp nếu như mà nó lại đầu phiên nó tiếp tục nó tích lũy được và nó tích cực nó tạo thành được một cái gap tăng lên đây à, rồi xong đó nó nhì nhằng nó tóm lại là nó đi được ở trên cái vùng 1030 cộng đến vùng 1040 cộng ở đây thì như vậy đó là một cái tín hiệu cũng à, lạc quan đối với chỉ số vn30 còn đối với chỉ số phái sinh thì như thế nào phái sinh nó đánh rất là giật ở trong à, trong tuần vừa qua và đặc biệt là trong hai phiên kết tuần thì chúng ta cũng nói đến ở đây đó phá sinh đầu tiên nó phải trả về đây sau đó thì nó sẽ trả về vùng 1032.5 đó trả về vùng 1032.5 và trong trường hợp thủng thì trong phiên ngày hôm nay là nó nháy ở đây ở đây nó nháy rất giật này nó nháy rất giật tức là nó nháy về vùng 1020 điểm sau đó nó giật lên ở trên vùng 1030 và kết phiên nó lại trả lại vùng 1020 ở ATC và với tín hiệu giật như thế này thì cũng sẽ khá là khó để mà chúng ta phán đoán được cái xu hướng của phá sinh ở trong tuần tới như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng cái điều gì thứ nhất là ông giữ lại trong trường hợp nếu những phá sinh mà giữ lại được ở trên vùng 1020 điểm như vậy đó là tín hiệu tích cực để giúp cho thị trường có những nhịp long sọt long sọt để nó đi ngang cái quá trình mà hình thành đáy để mà đi lên á, thì bao giờ nó cũng như vậy nó cần có thời gian để nó đang đan xen những cái nhịp tăng giảm như vậy và nó cần có một cái điểm điểm tì nó cái điểm tì để nó vượt thoát lên thì như vậy là vùng tuần tới thì cái điểm tì ở đây đối với phái trinh thì có thể tính toán là vùng 1020 trong trường hợp nếu như bị vỡ vùng 1020 thì chúng ta phải tính toán ở vùng 1007 đến vùng 1 1010 như vậy kết luận lại ở đây đó là bộ ba tham số chung của thị trường sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở quanh vùng bảy điểm đến vùng mười điểm. Và khi mà chúng ta phân tích và chúng ta quan sát thêm cái xu hướng ở vùng này thì khi đó thì cũng sẽ có thêm một vài uh, cái phân tích xen kẽ ở trên nhóm Zalo uh, và những cái phân tích này thì sẽ được chuyển tải uh, qua các cái nhóm cộng đồng để cho các anh chị uh, có thời gian uh, có thể theo dõi thêm và À, chúng ta có thể à, tham khảo thêm à, những cái ý kiến cá nhân của ông Lê. À, và nhìn chung thì à, tuần giao dịch mới sẽ là một cái tuần à, bản lề và cũng sẽ rất là khó khăn ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. À, qua được cái cửa ải ở vùng à, ví dụ qua được cái cửa ải của phái sinh ở vùng 1020 điểm và đối với chỉ số à, VN30 và chỉ số index qua được cái cửa ải ở vùng 1 mươi điểm và tích lũy thành công thì đấy sẽ là một trong những yếu tố kỹ thuật rất là may mắn cho thị trường Còn trong trường hợp kịch bản xấu nếu như thị trường bị vỡ tại các vùng hỗ trợ kỹ thuật đó thì Chúng ta cũng Hết sức là lưu tâm bởi vì là Chúng ta không phải là người tạo lập thị trường đó, Chúng ta không phải là người tạo lập thị trường Chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ chính vì vậy nên là chúng ta thiếu thốn rất nhiều thứ thiếu thốn thông tin thiếu thốn về uh, các cái um, các cái gọi là các cái cái cái, cái dữ liệu lớn uh, về thị trường ví dụ các cái chính sách vĩ mô các cái chính sách uh, về uh, các cái nhóm ngành chúng ta gần như là chúng ta không có và chúng ta chỉ có thể phân tích được uh, thị trường phân tích được cổ phiếu thông qua uh, các cái tín hiệu kỹ thuật ở trên các cái chart kỹ thuật mà chúng ta thường xuyên sử dụng ví dụ như trạc kỹ thuật m năm uh, đối với phái sinh chart kỹ thuật uh, giờ chart kỹ thuật ngày chart kỹ thuật tuần đối với thị trường chứng khoán cơ sở và chúng ta dựa vào đó để chúng ta có những cái phân tích định lượng và đối với những anh chị em mà chúng ta đã có tài khoản tại các cái công ty khác hoặc là công ty chứng khoán VPS thì mời các anh chị về đồng hành cùng với team của Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta theo dõi và tiếp tục đồng hành trong cái quá trình giao dịch trực tuyến bởi vì ở những cái thông tin giao dịch trực tuyến nó sẽ có những cái giá trị rất là quan trọng cho các anh chị trong cái vấn đề về định hướng về tâm lý, định hướng về chiến lược mua bán tại từng thời điểm đối với phái sinh cũng như đối với thị trường chứng khoán cơ sở. Ok, bản tin tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.